quán quân Olympia giàu có bậc nhất. Từ cậu học trò nghèo ở nhà tranh đến tiến sĩ lập công ty riêng, nhà xe đầy đủ, bất ngờ với khối tài sản triệu đô. Lê Vũ Hoàng, nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia năm thứ 5, được xem là một trong những quán quân thành công nhất tính tới thời điểm hiện tại vì khối tài sản triệu đô của mình. Hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin này ngay bây giờ. Trong số những nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia thì cái tên Lê Vũ Hoàng gây ấn tượng mạnh hơn cả. Giành chiến thắng ở mùa thi thứ 5 của chương trình một cách thuyết phục, anh có được suất học bổng sang Australia và đây chính là bước ngoặt để cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Từ cậu học trò nghèo trong mái nhà tranh đến chức vô địch Olympia khiến cả nước vỡ òa. Năm 2005, khi đang là học sinh lớp 12N, trường Trung học phổ thông số 1 Bố Trạch Quảng Bình, Lê Vũ Hoàng được đại diện cho trường tham gia đường lên đỉnh Olympia. Xuất sắc giành chiến thắng ở các cuộc thi tuần, tháng, quý với phong thái điềm tĩnh, anh ẵm luôn tấm vé vào trận chung kết. Khi chức vô địch gọi tên anh, không chỉ người dân Quảng Bình mà tất cả đều vỡ òa mừng cho chàng trai nghèo vượt khó. Được biết, Vũ Hoàng sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ đều là công nhân, sau đó vì thiếu thốn nên cả gia đình chuyển từ Đồng Hới về Bố Trạch để ở với gia đình ngoại. Căn nhà của anh khi ấy chỉ là những mái tranh dựng tạm và tài sản quý giá nhất là chiếc TV đen trắng. Trong giai đoạn anh đi thi Olympia, gia đình nhận tin mẹ anh bị u não giai đoạn cuối. Ngày thi quý, mẹ anh phải nhập viện Trung ương Huế chờ mổ. Sau đó, bà được đưa về Đồng Hới chữa trị tại Bệnh viện Việt Nam, Cuba. Trên giường bệnh, mẹ anh dặn dò con trai trước ngày ra Hà Nội thi chung kết. Bố mẹ nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ mong cho con mình được học. Tôi chẳng có gì cho cháu ngoài niềm tin. Mong ước lớn nhất của bà là đứa con giành được chiến thắng để có cơ hội vượt qua nghèo khó để tiếp tục theo đuổi việc học. Ngày thường ngoài giờ học, Vũ Hoàng cũng phụ hồ kiếm tiền lo cho gia đình. Anh cũng lo cho cả việc đồng án, chăm lợn. Anh còn một tay chăm lo cho các em học hành thay phần bố mẹ. Ngoài giờ lên lớp, vì phải quần quật suốt ngày với những công việc trên nên giờ học bài của anh đều vào ban đêm. Dù gia cảnh chồng chất khó khăn, song chưa bao giờ khuất phục tinh thần hiếu học của chàng trai nghèo. Bằng chứng là suốt 11 năm học, anh đều đạt học sinh giỏi. Ngoài ra, anh còn từng đoạt giải ba vật lý cấp tỉnh, giải vẽ của nhà thiếu nhi tổ chức vào năm học lớp 9. Khi ấy, câu chuyện về học trò nghèo Lê Vũ Hoàng giành vòng nguyệt quế ở sân chơi trí tuệ đình đám Olympia được người dân cả nước ví như câu chuyện cổ tích thời hiện đại. 14 năm sang Úc, đã nhận được bằng tiến sĩ, tham gia dự án khởi nghiệp và có công ty riêng. Vô địch Olympia, anh nhận được phần thưởng là 35.000 đô la Mỹ cùng suất học bổng tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, Australia. Sau thời gian chuẩn bị, năm 2007, anh chính thức lên đường, bắt đầu một cuộc sống của du học sinh. Tại đây, anh theo học ngành điện tử và nhận bằng cử nhân danh dự năm 2011. Tiếp đó, anh nhận được học bổng tiến sĩ nghiên cứu về quang học lượng tử và laser tử ngoại. Đến năm 2015, anh chính thức tốt nghiệp và làm việc cho một công ty thiết bị chiếu sáng và điều khiển đèn sân khấu. Năm 2021, Lê Vũ Hoàng tham gia dự án khởi nghiệp chuyên về các sản phẩm cảm biến hồng ngoại bằng hệ thống gương xoay siêu nhỏ. Sản phẩm chính của công ty là tập trung vào phát triển camera cảm biến nhiệt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho tòa nhà, văn phòng và nhà máy. Công ty này nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư và có nhiều đơn hàng giá trị, trong đó có cả Google. Bên cạnh công việc tại công ty khởi nghiệp này, anh cũng thành lập doanh nghiệp riêng cho mình. Anh trở thành founder của X-Visions Technologies, công ty chuyên về các sản phẩm IoT cho đô thị thông minh, công nghệ thông minh và công nghiệp thông minh. Công ty của anh là doanh nghiệp đầu tiên ra mắt hệ thống chiếu sáng thông minh ứng dụng công nghệ NB-IoT tại Việt Nam và đang hợp tác với các công nghệ chiếu sáng và viễn thông trong nước. Gia sản khủng và cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Đến nay, sau 14 năm cống hiến trên đất Úc, Lê Vũ Hoàng có những thành tựu riêng cho mình và điều đó hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của anh. Trong lần xuất hiện gần đây nhất trên sóng VTV, Vũ Hoàng đã hé lộ khối tài sản lên đến 1 triệu đô. Căn nhà tại Úc của Vũ Hoàng rất rộng rãi, thoáng đãng. Đặc biệt, ngôi nhà được phủ bóng bởi những hàn cây xanh ngắt, những bụi hoa hồng do gia đình anh tự trồng. Trên sóng truyền hình, khán giả vô cùng thích thú trước không gian sống tiện ích của cựu quán quân Olympia. Ngoài mua nhà, sắm xe, anh cũng đã kết hôn vào năm 2013. Cuộc sống của hai vợ chồng thêm hạnh phúc khi lần lượt đón hai nhóc tỳ ra đời, đủ nếp, đủ tẻ. Đối mặt với chủ đề muôn thuở của dân mạng suốt nhiều năm nay, đó là chuyện về nước của các nhà vô địch Olympia, Lê Vũ Hoàng từng chia sẻ. Quan trọng là cách mình đóng góp thế nào chứ không phải là mình làm việc ở đâu. Điều kiện ở đây tốt hơn, mình có điều kiện hoàn thành công việc nghiên cứu. Thứ mình đóng góp cho đất nước khi đó chính là các dự án liên kết, chứ bản chất của mình là nhà nghiên cứu. Nếu được làm điều mình thích, có điều kiện cho bản thân nghiên cứu, thì công ty nào đầu tư như thế thì đương nhiên mình sẽ cân nhắc trở về.